Rồi, video này chào mấy bác nha. Trong đây những bác mà coi video của em thì chắc cũng khá nhiều bác coi phim lên nhầm kiệu hoa mà được trồng như ý. Đó. Thì đây là em có một con TG28. Thì chốc nữa em sẽ kể câu chuyện đó. Đầu tiên là em sẽ test máy cho anh khách. Anh khách này em đặt tên luôn là lên nhầm kiệu hoa mà được trồng như ý. Đó. Thì đây là một con TG28 của anh. Đấy, em bật công tắc lên và gừ cho nó nổ hơi này, thấy không? Em đâu? Nổ. Đây là một con TG28. Anh khách này là lên nhầm kiệu hoa mà được trồng như ý nha. Để cho em kể câu chuyện cho mấy bác nghe. Rồi, để em nẹt ga cho nó bốc. Các bác nghe chưa? Không. Đấy. Thì chốc nữa em sẽ kể câu chuyện vui cho mấy bác nghe. Còn bây giờ là chốc nữa nhiệm vụ của em sẽ gọi cho anh khách để vô xem anh khách chốt được con này không. Còn nếu như không chốt được thì em sẽ gửi cho có nghĩa là em sẽ bán. Đó. Rồi, thì máy bao vip nha. Không? Đấy, muốn nổ luôn. Đó, nổ. Rất là nhẹ nhàng. Thì con máy này quá vip rồi. Đó, cần qua tua là nổ. Chỉ cần một tí thôi là nổ. Đây, như này nha. Không? Nổ. Rồi, bây giờ em sẽ nẹt ga lại lần nữa rồi em kể câu chuyện cho mấy bác nghe. Không? Không có gì thì test cho anh khách coi thôi. Rồi bây giờ em sẽ kể câu chuyện đó. Thì đầu đuôi của câu chuyện đó là anh khách mua của em một con Echo 315 đó. Thì em lại gửi nhầm cho anh khách một con Echo khác, gửi nhầm nha, từ con màu vàng mà em lại gửi qua con màu trắng đó. Thì anh khách cũng không vui vẻ lắm, kêu sao mà gửi cho tao con máy lộn rồi. Mình mới kêu rồi chết rồi, hai anh khách lộn với nhau. Đó, có nghĩa là hai anh khách, một anh mua con màu vàng, một anh mua con màu trắng. Thì đều lộn với chuồng với nhau, hai con thì nó như nhau thôi. Thì em cũng không còn cách nào, em kêu là thôi, bọn anh cứ trao đổi. Có nghĩa là bây giờ một là hai bên trao đổi nhau. Thì hết bao nhiêu tiền bưu điện thì em trả. Đó. Còn hai nữa thì anh cứ xài, rồi cảm thấy không hài lòng thì gửi trả lại em, cho anh xài trong một ngày hai ngày, nên như cảm thấy không hài lòng thì trả lại em hoàn trả lại tiền chứ không có gì cả. Hai anh khách đều điện nói chuyện vậy á, có nghĩa là hai anh mà đã nhầm vợ với nhau. Hai anh khách đã nhầm vợ đó, nói chung là cưới nhầm dạng kiểu hai anh mua hai con màu đỏ, một con màu vàng và một con màu trắng thì lộn với nhau, thì hai anh đều hài lòng cả. Thế là hai anh mua của mình hai con đó. Cũng chẳng thấy kiện tụng gì, cũng chẳng thấy gì cả. Cái ok lắm anh, đổ anh là ok anh ơi, ok lắm. Thế là rồi mình cũng rất là vui. Đó là một câu chuyện. Rồi kế đến thì anh đã mua thêm của mình một con nữa. Đó là một con Hitachi GC33. Đó. Thì anh khách đã cũng hài lòng nữa, cũng thêm một câu chuyện nữa. Thì anh khách đã lại kế tiếp lại hai anh mua hai con Hitachi đều gửi lộn với nhau. Đó. Nhưng mà cũng ok cả. Đó là nói thiệt. Rồi. Không bao giờ để quá tam ba bận nha mấy bác nha. Có nghĩa là em lỡ thôi, lỡ gửi cũng không phải là con sau á, thì không phải là gửi nhầm, mà do là con này mà lỡ gửi con khác thôi. Đó, chứ vô tình thôi, bởi vì bốc con khác gửi mất. Đó, là nó thiệt sự. Rồi thì đến người ta kêu không bao giờ quá tam ba bận, mà anh khách đã đều hài lòng cả hai con và quay lại ủng hộ thêm một con nữa. Anh khách đã quay lại ủng hộ thêm một con nữa. Đó là một con TG28. Đó, anh khách rất là máu. Đó, một lần nữa cảm ơn anh đã mua bên em, và em hứa sẽ không bao giờ quá tam ba bận anh nha. Đây là một con TG28 của anh. Rồi, được thì anh em mình làm việc, còn không được thì em sẽ bán cho mọi người. Rồi, ok. Một lần nữa cảm ơn anh nha. Rồi, anh cố gắng, nếu như được thì anh em chốt với nhau cho vui. Đó, chứ còn con này thì nếu như
Anh khách đã không lấy thì em sẽ để giá trên video. Còn nếu như mà anh khách đã lấy rồi thì thôi. Đó. Một lần nữa cảm ơn mấy bác đón coi video nha. TG28. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác. Rồi video nội dung vui nhưng mà đó là một câu chuyện có thiệt. Anh khách đã bị nhầm hai máy và vẫn quay lại ủng hộ thêm con nữa. Đó là ba máy. Ba máy thì con này không thể nhầm được. Rồi ok mấy bác nha.